Ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 1429 trên quy DTTG bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Ông Bùi Hoàng Phương, sinh năm 1983, đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trong Bộ Thông tin Truyền thông. Ông từng đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng Bộ Thông tin Truyền thông từ tháng 8 năm 2020. Tháng 1 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã điều động và bổ nhiệm ông Phương giữ chức Chánh thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông. Tháng 10 năm 2022, ông Phương được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin Truyền thông. Với quyết định trên, Bộ Thông tin Truyền thông hiện có 5 thứ trưởng. Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng. Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. Bổ nhiệm Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng. Bổ nhiệm Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. Chiều ngày 20 tháng 11, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, đã ký văn bản thông tin chính thức về sự cố tàu cá của 14 ngư dân tỉnh này bị phá nước, chìm trên vùng biển, cách đông bắc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, 92 hải lý. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, lúc 2 giờ ngày 20 tháng 11, tàu cá, trên tàu có 14 lao động do ông Huỳnh Văn Bạn, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, làm chủ tàu kim thuyền trưởng, đang hoạt động tại vùng biển cách đông bắc đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 92 hải lý thì bị phủ nước, chìm tàu. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp. Đến 12 giờ 20 phút cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định nhận được thông tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn KV3. Theo đó, tàu Ba Giang, quốc tịch ở Đức, hành trình từ Trung Quốc đi Singapore đã vớt được 14 ngư dân. Sau khi cứu vớt tất cả người bị nạn, thuyền trưởng tàu Ba Giang thông báo qua điện thoại tới Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 3 để thống nhất phương án bàn giao. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quốc gia đang điều tàu cảnh sát biển 6007 ra để tiếp nhận 14 ngư dân. Chiều ngày 20 tháng 11, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiến độ triển khai xây dựng các tuyến đường sắt đô thị còn chậm so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, hiện tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên cơ bản hoàn thành công tác thi công và tiến hành chạy thử toàn tuyến. Tuy nhiên, dự án bị ảnh hưởng bởi các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, đơn giá nguyên vật liệu biến động, công tác kết nối các công trình phụ trợ liên quan. Tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương hiện công tác giải phóng mặt bằng vướng pháp lý, việc thu xếp tài chính cho dự án phức tạp, tư vấn IC đột ngột chấm dứt hợp đồng làm phát sinh nhiều vấn đề. Đối với các dự án còn lại, gồm tuyến Metro số 2, giai đoạn 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến số 3A, Bến Thành - Tân Kiên, tuyến số 5, giai đoạn 1, ngã tư Bảy Hiền - Cầu Sài Gòn, tiến độ thực hiện các thủ tục chậm do vướng công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án liên quan. Hiện các tuyến này chỉ mới ở công đoạn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hỗ trợ nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi, cập nhật tổng mức đầu tư, giải trình, trình thông qua đề xuất dự án. Chiều ngày 20 tháng 11, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xác nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa công bố lệnh bắt tạm giam bà Đinh Thị Hiếu, Kiểm sát viên dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để phục vụ điều tra liên quan cho vay nặng lãi. Cơ quan chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc của bà Hiếu. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết hiện chưa nắm rõ chi tiết vụ việc này. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khám xét nơi ở của bà Hiếu để điều tra về cho vay nặng lãi. Ngày 20 tháng 11, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện Quảng Ninh phối hợp chính quyền và Công an xã Vĩnh Ninh kiểm tra nhà ở của Hà Ngọc Tuân, sinh năm 1985,
trú tại thôn Lệ Kỳ 2, xã Vĩnh Ninh, phát hiện Lê Anh Thắng, sinh năm 1994, trú thôn Trung Nghĩa 4, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tàng trữ 16.181 viên nén dạng thuốc tân dược, trong đó có 16.009 viên nén màu hồng và 172 viên nén màu xanh. Bước đầu, Lê Anh Thắng khai nhận số viên nén trên là ma túy. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ngày 20 tháng 11, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp 10 thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 12 tháng 11, nhóm trên đi tới đường 146, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh rồi chia ra thành hai nhóm nhỏ để cướp. Thời điểm này, có một người đàn ông sinh năm 1984, ngụ huyện Củ Chi, đi xe máy qua thì nhóm này chặn lại, sau đó rút dao khống chế yêu cầu người đàn ông đưa tiền. Nạn nhân móc túi đưa 100.000 đồng cho nhóm thì nhóm rút chìa khóa xe ông này và vứt xuống sông rồi lên xe tẩu thoát. Cùng thủ đoạn trên, tối cùng ngày, nhóm thanh thiếu niên gây ra ít nhất 3 vụ cướp khác. Sau đó, nhóm di chuyển tới đường Hà Duy Phiên định gây án tiếp, thì công an tuần tra phát hiện nên bỏ chạy. Công an đã bắt giữ được 2 đối tượng trong nhóm. Từ lời khai, công an lần lượt bắt các thành viên của nhóm cướp này.